Tôi đã du hành đến thế giới của Tiga, tôi buộc phải trở thành Tiga Duck. Cậu bé ngoan Camin đã triệu tập hai vị vua mỗi người 28, truy đuổi Gilapau đang chạy trốn. Và khi Gizamo trở về nhà, hắn ta phát hiện ra rằng căn cứ bí Ngô đã bị đánh bom. Nó đang bị một nhóm người ngoài hành tinh tranh giành. Gilamo là một cô gái nhà mỗi năm chỉ ra ngoài một lần, nhưng hắn lại không ngờ ngày này cũng có thể bị trộm. Hắn không hiểu gì cả, cũng không biết chuyện giữa những người vũ trụ này. Không ai được phép cướp đi những giấc mơ mà tôi đã vất vả sưu tầm được. Với một tiếng hét lớn, hắn ta liền biến thành bản thể khổng lồ. Hắn di chuyển nhanh chóng để lấy lại căn cứ bí Ngô của mình. Chưa đợi hắn vui mừng, những người ngoài hành tinh xung quanh đã không vui chút nào. Tên này dám ăn cướp công khai, người nghĩ chỉ có người mới có thể biến lớn sao? Sau đó toàn bộ chiến trường đã xuất hiện mấy bóng người khổng lồ. Có người tộc mộc giáp được gọi là thợ săn cực ác độc, có những ngôi sao mã não giỏi ca hát và nhảy múa. Ngoài ra còn có phiên bản nâng cấp của ngôi sao vỏ sò khổng lồ. Hai người họ thấy vậy khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Mặc dù họ đến để điều tra, nhưng sự xuất hiện không che giấu của nhiều người vũ trụ như vậy chắc chắn không phải là để chơi bài. Và cơn bão năng lượng trên mặt đất vẫn đang tiếp tục mở rộng, trông nó có vẻ nguy hiểm hơn. Cơn bão năng lượng đó thế nào, nó có nguy hiểm không? Có vẻ như đó là một cuộc bạo loạn không thời gian đặc biệt, nó có thể liên quan đến vật phẩm những người ngoài hành tinh tranh giành. Ngay từ đầu, vòng xoáy này đã mở rộng ra bên ngoài. Nếu chúng ta không ngăn cản kịp thời, rất có thể nó sẽ nuốt chửng toàn bộ trái đất. Không biết sự thay đổi thời gian không gian như vậy giúp cuộc xuất hiện như thế nào. Tôi chỉ yêu cầu cậu ném của bí Ngô của hắn ra ngoài. Tại sao cậu lại tạo ra một vòng xoáy lớn như vậy? Hoàng Long không có. Không phải cậu làm, vậy là ai làm? Quê hương của Kilamou là do tôi chỉ định Tiểu Hoàng Long ném ra. Chỉ là khi Tiểu Hoàng Long làm việc thì đã hoàn thành quá kỹ lưỡng. Không chỉ tháo dỡ nhà của Gizamo ra mà còn tạo ra một cái hố lớn. Theo như lời kể thì lúc đó Tiểu Hoàng Long vừa được gửi đến một lần ở Kilapau. Cậu ta đang trốn ở đó để gây bất ngờ cho Kilamou. Kết quả quay đầu lại phát hiện còn có một người ngồi xổm xuống ngồi kéo gà. Toàn thân cậu ta cũng phát ra những biến động không gian độc đáo. Đó là kẻ hủy diệt thời gian và không gian. Nhưng theo quan điểm vũ trụ của hệ lõm càng gọi là da bò, biểu hiện càng kéo hông. Seti đối mặt với Tiểu Hoàng Long, người dân bản địa thời gian và không gian này rất dễ bị kiềm chế. Tiểu Hoàng Long vì để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu ta lập tức tấn công. Vì mất cảnh giác nên kẻ hủy diệt đã ăn một đấm. Đau quá, cậu ta kêu lên. Người khâu đức tinh khống chế cậu ta cũng không hiểu. Thân hủy diệt thời gian mà chúng ta tạo ra có sức mạnh của cả hành tinh, làm sao mà ngay cả một cái đấm của người ta cũng không ngăn được. Không phục, hắn lại một lần nữa chỉ huy Seti sử dụng năng lượng tấn công Tiểu Hoàng. Cậu ta lập tức dùng lá chắn thời gian không gian đứng bất động ở đó. Nhưng sau khi hai lực lượng thời gian và không gian va chạm nhau, đã xảy ra một số thay đổi chưa biết đến. Năng lượng không đến thời gian của Seti bị biến dạng. Litten Eloder ra gần là phục hồi. Sau khi va vào nhau, trực tiếp xé ra một vòng xoáy trong thế giới thời gian và không gian. Nếu Tiểu Hoàng Long không kịp thời bảo vệ căn cứ bí Ngô, tôi em rằng căn cứ đó đã bị tiêu diệt cùng với những con người bị bỏ rơi. Đó là nguyên nhân của cơn bão ngoài kia. Còn Sangi thì sao? Chạy rồi, thật xấu hổ. Hoàng Long đã bảo vệ của bí Ngô. Thật đáng xấu hổ. Chết tiệt, tôi đổ lỗi cho con quái vật đó. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu. Mặc dù vì sự xuất hiện của Seti có một tai nạn nhỏ bị mất, nhưng vấn đề không lớn. Nhiều nhất cũng chỉ là trái đất bị hủy diệt thôi. Nhưng đội chiến thắng sẽ giải quyết được. Quân đội cũng ở trong đội. Nó là một cái nhỏ. Trước tiên hãy xem Ngọc Vinh ở đâu. Tôi nhìn về phía chiến trường. Lúc này bốn phía người vũ trụ đã bắt đầu đấu vật tranh giành bí Ngô rồi. Thỉnh thoảng các cậu có tay cầm, sao lại cướp nhà tôi? Đó thực ra là nhà vệ sinh của nhà tôi. Đây thực ra là nhà vệ sinh của người tiên mã não chúng tôi. Tôi ơi, đó rõ ràng là thứ chúng tôi bóc vỏ sò. Trái đất cũng giống như vậy. Toàn bộ vũ trụ đều là người mới đến của các cậu. Đúng vậy, từng người một đều có bệnh. Lẽ ra hôm nay tôi không nên đi ra khỏi nhà. Kilabo tức giận phát ra ánh sáng màu tím năng lượng, tấn công một đám người ngoài hành tinh. Lúc này trên cao truyền đến một giọng nói quen thuộc, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Một con quái vật khổng lồ khác từ trên trời rơi xuống, chính thức đuổi theo Kilabo. Sao lại là cô gái này, mình chạy xa lắm mà? Sao cô ấy lại đến đây? Có lẽ Camin biết tôi muốn bắt cá giáp, trái tim có linh cảm vậy. Camin giống như là nữ hoàng đang chỉ huy thú cưng quái vật mới của mình. Rất nhiều người, nhưng không quan trọng, lần này sẽ không để cậu chạy đâu. Anh 28 lên cho tôi. Mỗi người 28 gầm gừ phát ra một trận ánh sáng tấn công gà giáp 3. Vì sở hữu một năng lượng mạnh mẽ, cậu ta tuyệt đối là đỉnh cao trong những người vũ trụ này. Gà làm mâu cũng không ngăn được, huống chi gà làm mâu còn phải cướp lại bí Ngô. Con gà giận dữ nên sử dụng khả năng đặc biệt của găng si tư là biến thành 5 người. Hắn ta chọn một con rồng dũng cảm. Ba người chơi chống lại ba con quái vật khác, một phân thân đối phó với 28. Còn có một phân thân đi cướp căn cứ bí Ngô với một nhóm tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Mọi thứ trở nên vô cùng khốc liệt. Không ngờ Gizamo lại dũng cảm như vậy, nhưng thất bại của cậu ta cũng là một kết luận bị bỏ qua. Dù sao không phải ai cũng có thể chống đỡ được loại chiến đấu này. Sau khi thấy lốp xe, Tân Danh và Ngọc Vinh lại lao ra chiến trường. Bất kể là kho báu nào, dù không phải kho báu, hôm nay cũng là Halloween hiếm có. Những người này thật thô lỗ. Ngọc Vinh, hãy cho họ xem màu sắc. Cứ lái đi, để phần còn lại cho tôi. Kỹ thuật bắn súng của Ngọc Vinh vẫn rất tốt, một phát năng lượng nổ cao nhưng mạng vẫn còn. Nó trúng đầu chó người sao giáp gỗ. Làm tốt lắm Ngọc Vinh. Không tốt, gà đó đang tấn công chúng ta, mau tránh đi. Ngọc Vinh nhảy ra khỏi xe. Sau khi nhảy khỏi xe, Ngọc Vinh nhân cơ hội đó biến thân. Người lúc này nhảy ra rất dễ bị bọn chúng đánh. Đối mặt với một nhóm người ngoài hành tinh, Tiga trở nên bối rối. Tôi nên đánh ai?
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của mọi người dường như đều rơi vào Tiga. Hãy giết tên khổng lồ trước. Trước khi tiếp tục cuộc chiến giành kho báu, hãy giết kẻ khác loài trước. Đồng ý. Giám đốc cửa hàng có thể đánh bại ba gã khổng lồ bóng tối bằng sức mạnh Tiga. Tại sao tôi lại không thể đánh bại ba con quái vật? Sau khi Tiga tham gia chiến trường, đội chiến thắng cũng có tiến triển nghiên cứu. Theo kiểm tra, những từ trường xoắn liên tục được kết nối với các địa điểm bí ẩn trên khắp thế giới. Chúng ta có thể tạo ra một khẩu pháo năng lượng không thời gian ngược lại. Hủy bỏ nó đi, chúng ta có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng này. Lúc này Trịnh Mộ Quân cũng có chút hứng thú với kho báu những người ngoài hành tinh kia tranh đoạt. Sau khi thấy Tiga xuất hiện, tính chất càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ thế thôi chưa đủ, ngoài vòng xoáy thời gian đó, chúng ta còn phải đối mặt với một nhóm người ngoài hành tinh thô lỗ. Có Tiga ở đó, Tiga không thể mãi mãi bảo vệ con người. Trịnh Mộ Quân có ý kiến gì không? Tôi đề nghị dựa trên thiết bị chống thời gian, sửa đổi tần số từ trường cụ thể, chuyển vị trí hoạt động của hắn. Ngươi muốn dùng thời không quốc gia để tấn công những người vũ trụ kia, làm được không? Có thể là có thể, nhưng quá nguy hiểm, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Nhưng nó sẽ rất hữu dụng. Làm như vậy có thể vô tình làm tổn thương Tiga. Cậu có thể nhắc Tiga tránh trước. Tôi tin rằng hắn chắc chắn có thể làm được. Dù sao hắn cũng là người khổng lồ của ánh sáng. Kế hoạch tốt, nhưng người đưa ra quyết định trên căn cứ chỉ có đức hạnh. Ông ấy mới là giám đốc. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía ông ấy. Chúng ta không thể yếu đuối nữa. Hôm nay nếu không có thông tin đó, chúng tôi thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu những người vũ trụ đó đang làm những gì họ muốn, toàn bộ nhân loại có thể bị hủy diệt mà không biết. Trịnh Mộ Quân, cậu có chắc chắn bảo vệ thật tốt thế giới này không? Tất nhiên tôi muốn trở thành người của ánh sáng. Tiga cũng không ngăn được tôi. Ngọc Vinh vốn không dưỡng tốt vết thương, bây giờ lại bị thương, không đi làm người thất bại thật đáng tiếc. Nessie thích loại người lấy mạng mà không lấy mạng. Bên kia động Kilamo dùng 5 phân thân để tấn công xung quanh quái vật 28. Nhưng con quái vật này rất mạnh mẽ, Kilamo không thể đánh được. Camin luôn chỉ huy tác chiến, cô ấy còn rất thích loại này chỉ điểm giang sơn cao trên mặt nữ vương tử thái. Có thể là do bị phong ấn 30 triệu năm, lại ăn ở chỗ tôi nên cô ấy bị tụt lại phía sau, không còn cảm giác thành tựu như trước nữa. Hôm nay mang theo quái vật 28 đi bắt nạt đám quái vật mới, làm cho cô ấy hứng thú tràn đầy. Kilamo đối mặt với quái 28 cái chân thịt này cộng với Camin là linh hồn chỉ huy, đã nhanh chóng lộ ra sừng. 28 dùng ánh sáng sạc,